Kêu anh em cái điệu rụt đây là khách đặt để kỷ niệm bàn điều thì em khắc kia là dễ lên cực kỳ sắc nét luôn, điều có chức năng chống tràn được miệng và nỏ và để ngọc cùng một màu đặt từ tiếng và chức năng chống tràn được anh em. Đây là cái điều của em dùng được gần 2 năm, cực kỳ bền luôn, chắc chắn. Anh em mua điều thì đừng có lo là dùng một vài tháng là điều hư nhé, điều dùng được cực kỳ lâu luôn, dùng càng lâu thì càng ngon. Đây là phôi gỗ cầm, thì phôi gỗ cầm thì cái tiếng kêu thì sẽ được lâu và bên hơn, không bị mất tiếng. Chào anh em nhé.